Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy may mắn. Với người Á Đông nói chung, người Việt nói riêng thì khi xây nhà phải đặc biệt chú ý xem đến tuổi và lựa chọn hướng cho ngôi nhà. Bởi người ta tin rằng nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài vận của gia chủ cũng như là cuộc sống của cả gia đình sau này. Do vậy, việc xem hướng, xem tuổi khi làm nhà đã trở thành một tập tục quen thuộc trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Việc xem tuổi làm nhà có nhiều quan niệm dựa vào các tiêu chí khác nhau, nhưng phổ biến nhất, chủ nhà cần tránh được ba hạn lớn đó là kim lâu, hoang ốc và tam tai. Hướng xây nhà ngoài việc phù hợp với phong thủy còn quyết định khả năng đón gió, nhiệt độ của ngôi nhà, từ đó sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Nếu tuổi không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì cân bằng, còn nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì xây không gì hùng họa bằng. Vì vậy cần phải sẽ hết sức lưu ý cẩn thận, xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Được sự tư vấn của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, hôm nay Phong thủy may mắn sẽ gửi đến quý vị và các bạn xem tuổi làm nhà Đinh Mão năm 2020. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Yếu tố đầu tiên cần xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc và tam tai hay không. Đầu tiên đó là kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ 34 tuổi, theo cách tính này gia chủ sẽ không phải năm kim lâu. Còn xét về hoang ốc, năm 2020 Canh Tý, gia chủ 34 tuổi, theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải nhất kiết an cư thông vạn sự. Gia chủ làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, tất cả mọi việc đều hanh thông thuận lợi. Còn xét về tam tai thì người tuổi Đinh Mão cần tránh các năm tam tai, tị, ngọ, mùi. Năm làm nhà Canh Tý, theo cách tính thì gia chủ 1987 Đinh Mão sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Tuổi Đinh Mão 1987 xây nhà năm 2020 sẽ không được tốt vì bị phạm hoang ốc, nếu muốn cắt lành nên mượn các tuổi sau để động thổ. 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1990 Canh Ngọ. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, còn yếu tố quyết định đến việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây, nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cát bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được, ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây, mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với các hướng của mình chuẩn bị xây và cát hung của từng hướng năm 2020, mời các quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi Đinh Mão 1987 nam mệnh thuộc cung Tốn Mộc, nữ mệnh thuộc cung Khôn Thổ. Xét đến việc xây nhà như sau: đối với nam mạng Đinh Mão 1987 cung Tốn, xét theo cung mệnh thuộc Đông tứ mệnh. Vì vậy, tuổi này bốn hướng tốt là Tây Nam phục vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Bốn hướng xấu: Đông họa hại, Bắc tuyệt mệnh, Nam lục sát, Đông Nam ngũ quỷ. Giờ ta sẽ xét đến tuổi Đinh Mão 1987 nam mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem cát hung như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta cùng xét đến đó là hướng Bắc gồm ba sơn Nhâm Tý Quý, 337,5 đến 22,5 độ, thái tuế tại Tý, hướng Bắc là chính thái tuế, với nhà toàn ngọ hướng Tý phạm tuế phá và tam sát, hướng phạm thái tế nên tuyệt đối không được xây mới. Còn nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây, nhà tọa Quý hướng Đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Đinh Mão 1987 nam mạng xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Trạch nên hợp hướng được sinh khí rất cát lành. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc, hướng Đông tượng quái là Chấn, chủ với nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực, hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp phòng ốc phong thủy, do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng thứ hai đó là hướng Nam gồm ba sơn
Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ, năm Canh Tý xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa bắc hướng nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Đinh Mão 1987 xây nhà hướng nam thuộc đông tứ mệnh nên hợp được thiên y, mà thiên y thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng đông bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách quan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa côn lường. Vì vậy với hướng này cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng thứ 3 chúng ta cần xét tới đó là hướng đông, gồm có ba sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, ngũ hoàng ngũ hạch thuộc thổ, đáo đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm thì sẽ được cát lành may mắn hơn, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Đối với nam mạng 1987 xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng được diên niên, mà diên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim, hướng tây bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra về hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Và hướng thứ tư đó là hướng tây, gồm ba sơn Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ, năm Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi Đinh Mão 1987 nam mạng ở hướng này thuộc tây tứ mệnh, không hợp hướng phạm vào lục sát, mà lục sát thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng. Lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái lạc hàm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở nhà hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Hoặc là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Mão 1987. Và hướng tiếp theo đó là hướng tây bắc, gồm có ba sơn Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm Canh Tý bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo vào kim cung thổ kim tương sinh nên hướng tây bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Đinh Mão 1987 xây và ở hướng tây bắc thuộc tây tứ mệnh không hợp hướng phạm hỏa hại, mà hỏa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng tây nam tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng.
hướng này không hợp với tuổi của trạch chủ nên nếu có điều kiện bán đi thì mua ở nơi khác cát lành hợp hướng với mình hơn, hoặc là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà gương pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Mão 1987. Thứ 6 đó là hướng Đông Bắc gồm Ba Sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tòa thân hướng Dần thì không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 tháng 9 âm lịch. Còn nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4 tháng 6 âm lịch. Tuổi Đinh Mão 1987 nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh, không hợp hướng phạm vài tuyệt mệnh. Mặt tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim, tự quái là đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Đinh Mão 1987 khi xây nhà hướng này thì cần hết sức lưu ý đề phòng. Nếu vì lý do nào đó gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như là trấn trạch trước khi xây nhà để làm vững chân long gia chung hòa hợp, tăng cường sức khỏe, thiết kế công năng phòng ốc trong nhà đẹp kiến trúc, hợp với phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Còn trong trường hợp mà gia chủ tuổi Đinh Mão 1987 đang ở nhà hướng Bắc thì cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Mão 1987. Hướng tiếp theo đó là hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ lòng biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào ngày tháng cắt lành tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Người tuổi Đinh Mão 1987 mà ở hướng này thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng được phục vị. Phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn. Chủ vị khoan dung, nam giới thì coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ. Gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng cuối cùng chúng ta cần phải lưu tâm đó là hướng Tây Nam gồm có Ba Sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới cũng không được tốt cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 thì Sơn Thân phạm vào Mậu Kỷ đưa thiên sát nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn vào tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất gắt. Tuổi Đinh Mão 1987 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn, hoặc là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Mão 1987. Trên đây, Phong Thủy May Mắn đã chia sẻ với anh chị và các bạn những kiến thức liên quan đến việc khai sơn lập hướng cho người tuổi Đinh Mão 1987 năm 2020. Nếu bất cứ có thắc mắc nào cần phải giải đáp,
Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ ở ô bình luận để Phong Thủy May Mắn sẽ giải đáp cho anh chị. Đừng rời khỏi kênh. Tiếp sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến anh chị việc làm nhà năm 2020 của nữ mệnh tuổi Đinh Mão 1987. Đối với nữ mạng Đinh Mão 1987 thuộc cung Khôn Thổ thuộc Tây Tứ Mệnh, người mệnh Khôn Thổ bốn hướng tốt đó là Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Còn bốn hướng xấu đó là Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam và Ngũ Quỷ. Hãy cùng Phong Thủy May Mắn xét các hung vận hàn của từng hướng xem như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta cùng xét đến đó là hướng Bắc gồm có Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý 337,5 đến 22,5 độ. Thái tuế tại Tý hướng Bắc là chính thái tuế với nhà tọa Ngọ hướng Tý, Phạm tuế phá và tam sát hướng Phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm, Phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh, Phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Đinh Mão 1987 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng Phạm Tuyệt Mệnh, mà Tuyệt Mệnh là sao phá quân thuộc Kim tự quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn bệnh tật, con cái thì kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà để có thể được may mắn và cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc hơn. Hướng thứ hai đó là hướng Nam gồm Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành và may mắn hơn. Tuổi Đinh Mão 1987 xây nhà ở hướng Nam thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng Phạm và Lục Sát. Lục Sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy tự quái là Khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở nhà hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu nên làm từ đầu, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Đinh Mão 1987 đang ở nhà hướng đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Mão 1987. Hướng thứ ba đó là hướng đông gồm Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất 67,5 đến 112,5 độ. Phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung, hướng đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 sẽ được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Tuổi Đinh Mão 1987 nữ mạng ở hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng phạm họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tự quái là Khôn, chủ vì tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Nếu bắt buộc gia chủ phải làm nhà hướng này vào năm 2020 thì nên nhờ các thầy phong thủy nổi tiếng sắp xếp bố cục công năng phòng ốc trong nhà được cát lành. Trong trường hợp tuổi Đinh Mão 1987 đang ở nhà hướng đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Mão 1987. Hướng thứ tư đó là hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm Canh Tý cửu từ đáo đến, cửu từ ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3,
4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Với nữ mạng Đinh Mão 1987, xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng, được thiên y, thuộc sao cự môn thổ, hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh còn khó nuôi, tài vận trục trặc, nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Còn trong trường hợp đang ở nhà hướng Tây, cũng cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bất quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể tăng thêm vận khí kỵ tà, man lại cát lành cho tuổi Đinh Mão 1987. Đối với hướng Tây Bắc thì gồm có ba sơn Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm Canh Tý, Bát Bạch tài tinh đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi phạm tam sát tuyệt đối không xây mới năm 2020, còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Với tuổi Đinh Mão 1987, xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu cảm thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cần phải có phương pháp tăng vận khí cho ngôi nhà bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch. Và hướng tiếp theo đó là hướng Đông Bắc, gồm có ba sơn Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tý, Nhất Bạch tài tinh đáo đến, Nhất Bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Người tuổi Đinh Mão 1987 mà ở nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng được sinh khí rất cát lành vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc, hướng đông tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát lành và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải theo sự tư vấn của các chuyên gia phong thủy. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để tăng thêm vận khí, sinh khí tốt cho ngôi nhà của gia chủ tuổi Đinh Mão 1987. Và hướng tiếp theo đó là hướng Đông Nam, gồm có ba sơn Thìn, Tống Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Canh Tý, sao Lục Bạch đáo đến, Lục Bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào ngày tháng cát lành tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Còn tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, phạm phải ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, còn cái thì khó dậy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Trong trường hợp gia chủ bắt buộc phải xây dựng vào năm 2020, phải sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Còn trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà mà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc hơn. Hướng cuối cùng chúng ta cần phải xét tới đó là hướng Tây Nam, gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm Canh Tý, sao Tứ Lục đáo đến, Tứ Lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 sơn Thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được, còn sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9.
Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ rất gắt. Tuổi Đinh Mão 1987, nữ mạng xây nhà hướng này được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để chấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Vừa rồi thì Phong Thủy May Mắn đã phân tích các hung vận hạn của từng hướng nhà năm 2020 cho người tuổi Đinh Mão 1987, cả nam mạng và nữ mạng. Qua phân tích thì có lẽ các bạn cũng đã lựa chọn cho mình được thời điểm tốt để xây nhà. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận và hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị, các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.